Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 1, tiếp tục phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ Việt Á. Trình bày tại tòa, bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã thừa nhận đề tài nghiên cứu chế tạo test xét nghiệm là thuộc sở hữu của nhà nước. Việc lấy test xét nghiệm từ sản phẩm thuộc sở hữu của nhà nước thành sản phẩm thuộc sở hữu của Công ty Việt Á là vi phạm pháp luật. Trả lời câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa, Phan Quốc Việt trình bày về quá trình tham gia đề tài nghiên cứu, chế tạo test xét nghiệm được bắt nguồn từ việc có mối quan hệ quen biết trước đó. Bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, chủ động gọi điện cho Việt để nói về việc cùng tham gia nghiên cứu đề tài này với Học viện Quân y. Mục tiêu của việc này là để Việt Á được cấp phép sản xuất test xét nghiệm và bán thương mại ra thị trường, thu lời bất chính. Cụ thể, Phan Quốc Việt đã thông đồng cấu kết với Trịnh Thanh Hùng để Hùng tác động Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng, Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quyết định cho Công ty Việt Á được phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu chế tạo test xét nghiệm trái pháp luật. Sau đó, Việt tiếp tục cấu kết với Trịnh Thanh Hùng và một số lãnh đạo cán bộ Bộ Y tế, trong đó có cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, để thực hiện nhiều hành vi sai phạm giúp Công ty Việt Á được kiểm định test xét nghiệm, được nghiệm thu giai đoạn 1 của đề tài, để lập hồ sơ gửi Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, chính thức biến test xét nghiệm từ sản phẩm thuộc sở hữu của nhà nước thành sản phẩm thuộc sở hữu của Công ty Việt Á. Trong 38 bị cáo của vụ án, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận nhiều tiền nhất từ Việt Á, hơn 51 tỷ đồng, để thực hiện chuỗi 6 sai phạm, can thiệp chỉ đạo giúp Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm hiệp thương giá cao gấp 3,5 lần. Theo lời khai của Phan Quốc Việt, bị cáo và cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long quen biết nhau từ năm 2017. Do thời điểm đó, ông Long có mâu thuẫn với lãnh đạo Bộ Y tế, nên Việt và ông Long thỏa thuận thống nhất giải quyết công việc đều thông qua thư ký của ông Long là Nguyễn Huỳnh. Việt còn khai việc duyệt chi phần trăm ngoài hợp đồng là do bị cáo quyết định. Các nhân viên phải báo cáo Việt trước khi quyết định chi khoản tiền này. Cũng theo bị cáo Việt, việc chiết khấu phần trăm cho các CDC địa phương sẽ từ 5 đến 20% hợp đồng dựa trên 3 tiêu chí gồm chống dịch, giá trị hợp đồng và chủng loại hàng hóa. Thưa quý vị, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã bắt tạm giam ông Ngô Văn Phăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimec, Công ty CDV. Ông Phăng bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các khoản vay của ngân hàng và đã được di lý về thành phố Cần Thơ. Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với hai cán bộ của một ngân hàng có chi nhánh tại Cà Mau. Liên quan đến vụ việc trên, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã bắt tạm giam bà Phạm Thị Hường, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CDV, ông Tăng Gia Phong, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CDV. 7 người trong đường dây ghi lô đề khủng ở Huế đã bị bắt vì hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 15 tỷ đồng trong một tháng. Công an đã bắt quả tang nhóm đang ghi lô đề, tất cả đều trú tại thành phố Huế. Nhóm khai nhận đã sử dụng phần mềm Zalo để trao đổi thông tin với các con bạc, chuyển danh sách số ghi đề và số tiền đánh bạc. Đối tượng đứng đầu là Nguyễn Thị Thanh Nga đã thỏa thuận về việc nhận số và tiền đánh lô đề của các đồng phạm cấp dưới để ghi và trả tiền đánh bạc cho các con bạc. Hàng ngày sau khi có kết quả xổ số, Nga sẽ thống nhất số tiền thắng thua lô đề với cấp dưới, rồi trả tiền bạc bằng hình thức chuyển khoản hoặc trả trực tiếp tiền mặt tại nhà riêng. Trong ngày bị bắt quả tang, nhóm này đã giao dịch cùng 39 người với tổng số tiền là 595 triệu đồng. Ước tính trong hơn một tháng, số tiền đánh bạc của nhóm trên là hơn 15 tỷ đồng. Thưa quý vị, cô đồng Trương Thị Hương ở tỉnh Hải Dương tiếp tục bị khởi tố bổ sung để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác, nạn nhân khác. Trương Thị Hương trước đó được biết đến là cô đồng xem bói bằng hình thức bổ cau nổi tiếng với câu nói đúng nhận sai cãi. Trước đó, cô đồng này đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc với mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng và cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kinh Môn khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba tàu vỏ gỗ đang neo đậu trên sông Ca Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo thông tin ban đầu, khoảng chiều tối ngày 4 tháng 1, người dân tại khu vực cảng Phương Oanh, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái cho biết, ngọn lửa xuất phát từ khoang hành khách của một tàu du lịch đang neo đậu trong cảng. Tuy nhiên, gió lớn nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan ra hai tàu du lịch neo đậu gần đó, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.
Đây là những tàu vỏ gỗ chở khách trên vịnh Hạ Long được đưa về đây nhằm cải hoán, chuyển đổi sang chức năng khác. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an thành phố Móng Cái khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị xử lý đám cháy. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng 3 tàu du lịch bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu xác định do chập điện và cháy dầu lan. Thời gian qua, đồn biên phòng Nhật Lệ tỉnh Quảng Bình phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các đợt tuyên truyền vận động phổ biến các quy định về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, công dụng hỗ trợ đối với cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Đợt vận động này đã thu được những kết quả tích cực. Ngày 4 tháng 1, 7 ngư dân trú ở các xã phường Quang Phú, Bảo Ninh, Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã tự nguyện giao nộp pháo bi, pháo hoa nổ, mìn tự chế và thiết bị kích điện dùng để khai thác hải sản trái phép tại đồn biên phòng Nhật Lệ. Trước đó, một số ngư dân cũng đã giao nộp 5 hộp pháo hoa nổ có xuất xứ nước ngoài, tổng trọng lượng 6,5 kg, 5 bộ công cụ kích điện, 1 quả mìn 300g và 10cm dây cháy chậm, 59 quả pháo bi nổ. Đồn biên phòng Nhật Lệ đã lập biên bản tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời động viên, biểu dương tinh thần tự giác chấp hành pháp luật của các ngư dân, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh và chống khai thác IUU. Thưa quý vị, cuối năm khi thời tiết có nhiều thay đổi là thời điểm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp có khả năng gia tăng. Cùng với đó, nhu cầu giao thương du lịch vào cuối năm cũng tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các phương án phòng chống và ứng phó với các bệnh lây qua đường hô hấp trong tháng cuối năm và đầu năm mới. Vào những tháng cuối năm, khoa hô hấp tại Bệnh viện Nhi Đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận lượng bệnh nhi tăng gấp đôi so với những tháng trước đó. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, khoa hô hấp chỉ có 150 giường bệnh, nhưng mỗi ngày phải tiếp nhận hơn 200 bệnh nhi. Để ứng phó với sự gia tăng bệnh, bệnh viện tăng cường thêm một tầng lầu và điều phối các bác sĩ, nhân viên y tế từ các khoa khác đến hỗ trợ. Ban giám đốc đã có sự điều phối rất tốt về các bệnh hô hấp, chẳng hạn như những bệnh hô hấp rồi cần nhập viện nhưng mà không quá nặng, không đòi hỏi sự theo dõi sát về phương diện chuyên khoa, thì có một số khoa nội tổng quát khác đã hỗ trợ cho chúng tôi theo tỷ lệ cập nhật hàng ngày và thay đổi hàng ngày theo tình hình diễn tiến của bệnh. Và ngay cả một số trường hợp bệnh nặng, các khoa hồi sức tăng cường của bệnh viện đều rất là hỗ trợ chúng tôi. Người lớn tuổi, sức đề kháng yếu cũng là đối tượng cần được bảo vệ trong thời điểm dịch bệnh có nguy cơ gia tăng. Tại Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận các bệnh lây qua đường hô hấp bắt đầu diễn biến phức tạp, nhiều ca nặng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Hạn chế đi lại, mà những bệnh nặng thì chăm sóc riêng, rồi đội ngũ bác sĩ phân nhau chăm sóc riêng, khám bệnh riêng, rồi khuyến cáo, động viên, chích ngừa, thậm chí có cái đội ngũ tiêm vaccine, họ sẵn sàng, họ phục vụ tại giường bệnh, tiện để theo dõi cho bệnh nhân. Thì rồi tăng cường rửa tay và giám sát các cái quy trình cho nó chặt chẽ. Thời gian cuối năm là lúc nhu cầu đi lại, mua bán gia cầm tăng cao hơn so với bình thường. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điều này có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh cúm AH5N1 ở người. Tất cả những cái trường hợp mà viêm phổi có suy nặng mà không rõ nguyên nhân thì đều phải được lấy mẫu để làm xét nghiệm chẩn đoán cái cúm AH5N1. Đồng thời thì đối với ở cộng đồng thì sẽ tăng cường giám sát phát hiện tất cả các cái chùm ca viêm hô hấp ở tại cộng đồng, hoặc là những cái chùm ca, những cái trường hợp viêm hô hấp nặng mà có cái tiền sử tiếp xúc với gia súc, gia cầm. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động phòng tránh bệnh và tự theo dõi sức khỏe trong thời điểm giao mùa này để cùng đón một năm mới khỏe mạnh, bình an. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083 722 5566, địa chỉ email đườngdâynóng@vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.